nhóm cẩu tặc chuyên dùng hung khí nguy hiểm xa lưới. Với thủ đoạn liều lĩnh, sử dụng các hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, vỏ chai bia, ớt bột, bình xịt hơi cay, các đối tượng đã thực hiện các vụ câu trộm chó trên địa bàn. Mới đây, nhóm cẩu tặc này đã bị Công an huyện Yên Thành, Nghệ An bắt giữ. Ngày 12 tháng 3, Công an huyện Yên Thành cho biết bước đầu bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến nhóm trộm chó này và thu nhiều tang vật liên quan. Thời gian qua, tình trạng bắt trộm chó trên địa bàn huyện Yên Thành diễn biến rất phức tạp. Nhiều nhóm trộm, tiêu thụ chó đã bị Công an huyện Yên Thành triệt phá, nhưng loại tội phạm này vẫn còn hoành hành khắp các nẻo đường, sử dụng nhiều thủ đoạn liều lĩnh. Thậm chí, ngoài các đối tượng trên địa bàn còn có các đối tượng ngoài địa bàn khác đến huyện Yên Thành hoạt động. Từ thông tin người dân cung cấp và qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện trên địa bàn xảy ra nhiều vụ mất trộm chó, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình này, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Quá trình thu thập thông tin, ban chuyên án xác định các đối tượng trong băng nhóm trộm chó hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh, sẵn sàng dùng dao, kiếm, vỏ chai bia, ớt bột, bình xịt hơi cay để chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng nếu như bị phát hiện, truy bắt. Thời gian hoạt động của băng nhóm này chủ yếu vào đêm khuya, khi có được chiến lợi phẩm, bọn chúng sẽ đưa về tập kết và bán cho các đầu nậu nên mọi dấu vết, bằng chứng phạm pháp dễ dàng bị xóa bỏ, tẩu tán. Sau một thời gian tập trung xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã dần xác định được các đối tượng trong ổ nhóm trộm chó cũng như các đầu nậu tiêu thụ chó do trộm cắp mà có. Trong đó, ban chuyên án xác định cụ thể được 4 đối tượng trộm chó và 2 đối tượng thu mua tang vật nên lên kế hoạch bắt giữ băng nhóm này. Với mục tiêu phải nắm bắt thời cơ phá án để tóm trọn ổ, đến 19 giờ ngày 7 tháng 3, các mũi công tác đồng loạt bao vây 2 điểm thu mua, bắt 6 đối tượng, gồm Nguyễn Duy Đông, 2001, Hoàng Đình Hiếu, 2000, Nguyễn Thị Luyến, 1983, Phan Bá Tân, 1981, cùng chú huyện Yên Thành, và Nguyễn Hữu Thọ, 1980, Tào Ngọc Thảo, 1985, cùng chú huyện Đô Lương, Nghệ An, về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tang vật thu giữ gồm 42 con chó, 1 ô tô, 5 ô tô, 2 con dao, 4 dụng cụ bắt chó. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.